làm phục vụ bàn. Các cửa hàng đành nhờ cậy vào robot. Hai năm trước, báo Xiang bỏ học và làm bồi bàn trong một nhà hàng trong nửa năm để tự nuôi sống bản thân. Và anh chàng 19 tuổi này nhớ lại quãng thời gian đó một cách đầy khó khăn và ám ảnh. Thật điên rồ khi làm việc trong một số nhà hàng Trung Quốc. Số bước chân mỗi ngày của tôi mà huy chát đo được đạt 20.000 bước chân chỉ trong vòng một ngày. Chỉ tính riêng việc đi đưa đồ ăn ở bên trong nhà hàng. Bao nói. Và chính điều này đã khiến cậu bỏ công việc bồi bàn và quyết định đi học lại hiện cậu đang là đại học ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Robot phục vụ được phát triển bởi Puzutech, công ty khởi nghiệp ở Thâm Quyến, đã được hàng ngàn nhà hàng ở Trung Quốc, cũng như một số nước khác bao gồm Singapore, Hàn Quốc và Đức áp dụng. Robot phục vụ được phát triển bởi Puzutech, công ty khởi nghiệp 3 năm ở Thâm Quyến. Thế hệ trẻ của Trung Quốc ngày nay có tầm nhìn xa hơn và hiểu biết nhiều lĩnh vực hơn. Trong số những người sinh sau năm 2000 thì có 24,5% muốn sự nghiệp liên quan đến văn học và nghệ thuật điều này khiến cho các nhà hàng tại trung quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên có trình độ dù có tuyển được đi chăng nữa thì cũng rất ít người chịu được áp lực hàng ngày của hàng trăm đơn đặt đồ ăn bởi vậy sự lựa chọn tối ưu nhất có lẽ là những con robot trên thực tế những robot này vẫn có điểm hạn chế so với con người robot sẽ thường xuyên bị kẹt bánh xe bởi có nhiều nhà hàng có sự thiết kế bài trí bên trong khá bất thường